là bà Hanh làm cái vở, làm cái bộ phim Thương Ngày Nắng Về, một cái vai nhỏ nhỏ trong đấy là vai cậu Vượng, em của cái bà chủ quán bà Nga, một là cái vai cũng tương đối thú vị, và hy vọng rằng là cũng được quý vị khán giả và bà con yêu thương và ủng hộ. Em nghĩ là không phải hy vọng đâu ạ, mà thực sự là vai diễn đó nó đã có được gặt hái được những cái sự chú ý của khán giả rồi đúng không ạ? Bởi vì bộ phim đã được công chiếu rồi và vai cậu Vượng cũng gây cho khán giả rất nhiều những cái gọi là luồng ý kiến khác nhau. Giận thì giận mà thương thì thương đúng không anh? Và cái vai diễn đó em nghĩ là nó cũng khác so với mọi người tưởng tượng về về diễn viên bà Anh một chút. Cái vai diễn cậu Vượng hơi hơi ngô nghê này nhưng mà đáng yêu này, và quan trọng nhất là rất là dám theo đuổi tình yêu của mình. Đúng không anh? Đấy có phải là nhận xét của mọi người sau khi mà cái vai diễn đó được công chiếu không ạ? Nhiều người ra ra ngoài đường thì mọi người cũng kêu xót xa lắm, rồi mày bao nhiêu tiền để mang hết cho gái như thế, mà có bao nhiêu tiền mà để dành bao nhiêu năm đi làm quần quật như thế, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, thế mà bây giờ lấy hết cả tiền ra thế rồi là đưa cho Mọi gái người nó cũng về nó thương. giả cho mình mỗi một cái chun, một cái nịt như thế, mày có thấy khổ không? Nhưng mà thực ra nếu mà một người mà như cậu Vượng ấy thì cái điều đó là chuyện bình thường, bởi vì một cái tâm hồn nghệ sĩ, một cái tâm hồn như một đứa trẻ thơ trong một cái Hình hài. hình hài của một người lớn như thế thì đấy là chuyện bình thường, là yêu là sống, còn không 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 yêu coi như là chết rồi. Nên là cậu luôn luôn yêu đời, yêu thơ, yêu ca nhạc, yêu tất cả mọi thứ, và đặc biệt rất là yêu người, yêu chị gái, yêu các cháu, và đặc biệt là khi mà tìm được cái mối tình đấy thì coi như là đấy là tất cả những cái gì mà cậu thấy đẹp nhất rồi. Nói như vậy là anh bà anh cũng nghiên cứu rất nhiều và thật sự là rất là hiểu cái nhân vật cậu Vượng đó của mình, và thổi vào đó một cái nhìn tôi nghĩ là rất là nhân văn ở đó, để cho mọi người khi mà xem vai cậu Vượng mọi người cũng thấy thương cậu Vượng hơn là cười chê hay là trách giận gì cậu Vượng đúng không ạ? Thực ra thì cái vai này cũng là một cái vai mà bà anh cũng tâm huyết. Khi mà bàn kịch bản với đạo diễn thì đạo diễn cũng đưa ra những cái phác thảo lớn, rồi là cũng góp ý một số cái, nhưng mà thực ra thì mình từ một cái góc nhìn của một người nghệ sĩ cũng lâu năm, cộng với cả là bà anh cũng là một họa sĩ, khi mà đi học cái hội họa ấy thì mình sẽ có cái nhìn kỹ hơn về một cái nhân vật mình định vẽ, và cộng với cả cái nhìn của một nghệ sĩ về thì mình sẽ có cái nhìn sâu hơn về cái nhân vật mình định thể hiện. Một cậu Vượng thì cậu ấy là một người mà lớn lên cậu ấy chỉ làm một cái việc chính là bán bún cho bà chị thôi, phụ giúp những việc đấy thôi. Thế thì bưng bê như thế, nhưng mà trong tâm hồn cậu là một nhà thơ, cho dù là nhà thơ phường thôi hoặc là nhà thơ của xóm thôi. Thế nhưng mà Rất là bay bổng. nhà thơ thì nó phải nghệ sĩ, phải bay bổng, nên là ăn mặc nó phải hơi hoa lá một tí. Thế mà nghệ sĩ thì phải ăn mặc, rồi là tóc tai nó phải hơi phóng toa khoáng, phóng túng một tí, là tóc phải dài. Cái tóc dài nhưng mà mỗi một lần bê bún ấy, thì tóc nó lại chấm vào bún người ta. Thế nên là không ok. Thế là cái phải lại phải có một cái bờm. Đấy. Có một cái bờm xong rồi là vẫn chưa yên tâm là phải buộc thêm nữa, buộc túm vào. Đấy thì nó Đúng ra là cái nghệ đấy, sĩ. đúng chất nghệ sĩ. Thế mà khi mà cậu ấy làm thơ nhiều, đọc sách nhiều, rồi là ghi chép nhiều thì mắt kém nên là phải đeo mấy kính. Trông nó mới ra nghệ sĩ. Thế sau đó thì vì là cậu phải chạy đi chạy lại nhiều, thế cho nên là trang phục không thể nào một quần áo lượt dài được, nên đôi khi là chơi một cái quần sóc thôi, quần sóc và rất nhiều túi để các thứ nọ kia. Thế và cậu Vượng thì cậu sống rất là giản dị, ăn uống đạm bạc, mỗi ngày chị cho 30 nghìn hoặc là 50 nghìn gì đấy mà tiêu tất cả mọi thứ luôn, ăn sáng đổ xăng xe máy rồi là tất cả mọi thứ. Thế nhưng mà cậu sẵn sàng, cậu có thể cho cháu gái cậu tiền, bởi vì là cậu rất yêu người, yêu đời, yêu người, suốt ngày đọc làm thơ rồi hát hò thứ này khác. Thì cái đấy dần dần từng tí một mình đắp điếm lên, và mình bàn với cả từ cả các cái khâu các bạn phục trang rồi về về họa hóa trang, các bạn hóa trang cũng rất là giỏi, các bạn ấy giúp mình kiếm một cái bộ tóc giả nữa để gài thêm vào tóc của ba anh để cho nó có thể buộc túm lên được, xong rồi lại gài cái bờm vào được. Mà cái giữa cái tóc thật với cái tóc giả ấy, thì nó sẽ có, khi mà mình làm ấy, sẽ có một cái mối nó lộ xem vào lộ ra nhau, một nó chút. lộ ra một tí, thế thì cái bờm nó che toàn bộ cái mối đi, nên là nhiều cái rất là thú vị, và vừa cái nọ cái kia nó đắp điếm cho cái nhân vật đấy, nó mỗi một ngày nó hoàn thiện hơn, mỗi ngày nó đầy đủ hơn. Thế và thực sự thì đến 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 khi mà vào diễn ấy
Thì khi mà nghiên cứu kỹ kịch bản ấy, thì lúc mà làm việc với cả các bạn diễn, đặc biệt là những người như là bạn Lưu Huyền Trang, bạn đóng vai Mộng Mơ ấy, thì bạn cũng là một diễn viên rất là thông minh. Nếu mà ba anh thì đã làm việc với bạn từ nhiều chương trình rồi, bởi vì trước là bạn ấy xuất thân cũng từ nhà tuổi trẻ, sau đó thì bạn đi một thời gian xong bạn vì cuộc sống gia đình thì bạn ấy sang bên đoàn kịch công an cho nó phù hợp với việc sinh hoạt hơn. Thế cho nên là khi mà bàn với nhau, anh em làm việc với nhau thì bàn để mà quay ấy, thì tất cả những cái đấy nó rất là dễ để mà thể hiện. Có những khi mà quay đạo diễn cứ để diễn xong khi nào đã xong chưa đấy rồi, xong từ lâu rồi nhưng em cứ để cho anh diễn thoải mái để cho nó thật là tự nhiên đi, để cho người diễn viên có thể thả hết được, vâng, mà phiêu hết rồi đi. Ừ. Khi nào em lấy đến đâu em cắt đến đấy, thì thực sự là rất là thoải mái. Tức là đấy là một cái cách làm việc mà rất là khoa học của đạo diễn. Khi nghe anh Bá anh chia sẻ như vậy thì em thấy rằng là hóa ra với mỗi vai diễn của mình rất là yêu vai diễn của mình, đúng không anh? Không chỉ một cái vai cậu Vượng đâu, những cái vai diễn mà Bá anh được giao ấy, thì Bá anh luôn luôn rất là chỉnh chu trong việc đấy. Bởi vì khi mà mình định hình được cho nhân vật được cái hình dáng rồi là vóc dáng như nào, cách sinh hoạt như nào, thì nó đã ra được cái hình hài rồi. Còn tất cả mọi cái khác, từ nội tâm rồi là lời thoại như nào, thì đã có các bạn bên kịch rồi là nội tâm cái thứ, thì mình cũng sẽ bàn bạc và mình sẽ suy nghĩ thêm. Nhưng mà cái vai diễn là phải có một cái hình hài rõ ràng thì nó mới dễ được. Trước cái phim mà Thương Ngày Nắng Về thì Bá anh có được tham gia cái phim Trở Về Giữa Yêu Thương, là cái phim mà cuối cùng của đạo diễn Trịnh Lê Phong làm với cả anh Hoàng Dũng ấy. Anh Hoàng Dũng xong cái phim đấy thì anh mất, mà cái phim đấy cũng là cái phim mà Bá anh phải khắc họa một cái vai khác hẳn, cái vai cậu Vượng, tức là vai mà ông chồng rất là hay ghen, rất là gia trưởng, rất là hay soi mói, tất cả mọi cái đấy. Thế nhưng mà cái đấy mình lại phải tìm hình dung, tìm làm sao để cho ra được cái nhân vật đấy. Thì ngoài cái việc mà tư vấn thêm của những người như là các đạo diễn, như là các hóa trang ấy, thì mình cũng phải tự tìm hiểu để cho cái ra được cái hình tượng của cái nhân vật đấy. Thì lúc đấy thì mình sẽ rất dễ diễn khi mình tìm cái chìa khóa của cái nhân vật. Tài liệu em đưa cho anh hôm trước, em là người hiểu rõ nhất, nên hôm nay anh mới nhờ em đến đây gặp anh Trung cùng với anh. Trao đổi với anh Trung, em cũng hiểu ra nhiều điều. Ừ. Chỉ tiếc là em không thể tham dự được thôi. Ồ, cô bảo đi có việc, có việc là cô theo trai vào trong khách sạn hả? Em với anh Vũ, anh bình tĩnh nghe em giải thích nha. Mày nhá! Anh bỏ tay ra! Anh hiểu nhầm rồi! Giải thích cái gì cấm mồm? Mày đúng là đồ đàn bà lăng loàn! Anh hiểu nhầm rồi! Tôi vào Thu vào đây để gặp khách, không phải như anh nghĩ đâu. Tại vì tao không bắt được tận tay chúng mày trên khách sạn, nên là chúng mày đi chơi à? Anh thôi đi, anh nói cái gì thế hả? Thôi cái gì? Cô về nhà, tôi sẽ nói chuyện được nhá. Còn bây giờ, tôi sẽ làm việc rõ ràng với thằng này. Trời ơi, anh thôi đi. Anh nói năng cho lịch sự. Tôi và vợ anh là đồng nghiệp, chúng tôi đàng hoàng, không làm gì mất tư cách cả. Đồng nghiệp mà đêm hôm say khướt, đè nhau ra văn phòng nhà trường à? Đàng hoàng, không làm gì mất tư cách, mà ban ghé ban mặt chúng mày dẫn nhau khách sạn à? Ôi, anh nói gì, đừng có làm ầm lên nữa được không? Im! Tôi phải thằng ngu để có cắm sừng nhá. Mày có giỏi bao biện đến đâu, mày cũng chỉ là cái thằng mà đi dụ dỗ vợ tao. Thôi đi! Anh thôi đi! Ra! Trời ơi! Tao nói mày biết, mày là thằng có tóc, tao là thằng chọc đầu. Mày có tin là tao sẽ cho mày mất cái ghế trưởng khoa không? Anh... Mày cứ tin đi! Đừng được tao dọa! Tao sẽ cho mày chống mắt ra mà xem! Trời tôi ơi. Không làm gì sai, để anh phải làm rõ ngọn ngành. Anh mới là người ghen tuông mù quáng. Anh cứ làm gì thì làm đi. Tôi có đủ bằng chứng để chứng minh và kiện anh tội vu khống đấy. Mày! Trời ơi! Trời ơi! Đi! Anh Vũ, em xin lỗi, em phải về đây. Anh về nhà chúng ta nói chuyện, đi!